em còn cái clip năm ngoái tới năm nay chưa có up lên nè. Hôm nay em cắt gỡ up lên cho mọi người xem. Nói năm ngoái năm nay nghe lâu quá lâu. Em đi chợ này hình như là bữa 26, 27 gì á. Đi chợ đặng kiếm chuối với kiếm dừa mua đặng về làm mứt. Nhưng mà chạy vất vả lắm luôn, cũng không có được trái chuối nào hết, cũng không có trái dừa nào luôn. Vậy là phải chạy cái chợ khác. Bữa đó em chạy tới ba cái chợ mà không được trái dừa trái chuối nào hết trơn. Cuối cùng đi mua cái món khác thì lại gặp dừa. Còn chuối thì nhớ chực là của ông anh chồng ổng có, cho nên cũng không có đi mua xa nữa. Thấy cái gỗ bóc ra hai cái tay ngứa lắm luôn mà không có dám mua. Tại vì gần Tết rồi sợ là làm ăn không có hết. Chứ bình thường là chết nói với em rồi đó. Thôi bây giờ mình lội vòng vòng coi có rau nào ngon không mình mua trước. Mua rau xong thì sẽ biết đường mua cá. Cái gì chị miếng tàu hủ? Một miếng hả chị? Miếng. Nhiều miếng hả chị? Dạ 5 miếng. Này cá chu hả ta? Hâu bây giờ Hòa Lộc ngắt quá hà. Xài thanh ca bán sao hả cô? Ghê ghê chứ không có mắc hả? Cái này mắc có 15 ngàn. Có 10 ngàn thôi. Cái này là chu. Xài cát Hòa Lộc có mắc lắm, ăn không có nổi. Bây giờ mình ăn cát chu đỡ nha mọi người. Với sữa nhiêu ký cô? 15 ngàn, với sữa dở thôi. Không, không chịu. Vú sữa 15 ngàn một ký. Chỉ nó có vú sữa giạt ở trong đó là 10 ngàn ký, có ăn liền không, mua ăn liền. Em thì em thấy em thèm em mua vậy thôi chứ chưa có ăn liền. Nên em lấy vú sữa nguyên chứ không có lấy vú sữa giạt. Chứ ăn liền thì mình lấy cái giặt giặt nó về mình ăn. Mua cái giặt thì nó sẽ rẻ hơn mình mua cái nguyên. Em có cái tật gì đi chợ mà em lội giáp chợ thì em mới chịu à. Em sợ còn người bán đồ ngon mà mình không thấy rồi làm sao. Vậy là phải lội giáp chợ chứ. Cải trời có, cải đất có. Bán sao hả bà? Cái này 250.000. 250.000 là 2.500 trăm. Cải trời bán sao bà? Bữa nay cải đủ thứ cải hết rồi. Cho con 10.000 cái đó. Cho con 10.000 cái đất. Mấy bà coi cái nết em mua rau nè. Em thấy còn bỏ lại em chịu không có nổi. Bà cho con hết nhiêu đó đi. Cho con hết nhiêu đó đi. Cho con cái bọc to to đặng đựng cho nó bị giặt nha bà. Con để ngày mai ngày mốt con mới ăn. Con khoái ăn cải đất lắm. Em mà gặp cải đất là như vậy đó. Em mua ăn một ngày không hết đó, thì ăn 2-3 ngày. Vì cái này người ta hái bán không à chứ không có xạ nha mọi người. Chỗ mấy chị không biết làm sao chứ chỗ em là hai cái loại cải này nó khác nhau á. Chứ em không có kêu lộn nha. Hôm bữa có đọc được cái bình luận của chị đó, chị nói là cải này kêu bằng cải trời chứ ai mà gọi là cải đất. Thật sự cái chỗ chị thì không biết làm sao, nhưng mà chỗ em là hai cái loại cải đó nó khác nhau. Ta bán thì người ta vẫn để riêng hai loại. Ở bên này không có nấu khoai mì hả chị? Mà tính lại chị kiếm khoai mì ăn mà không có. Không có thì mình đi ăn cái món khác chứ. Chị nói là gần Tết rồi khoai mì người ta không có giao nữa. Không có khoai mì thì mình đi ăn bánh chứ làm sao. Bây giờ không ăn bún riêu rồi tới ăn bánh xèo nha mọi người. Chợ chỉ biết hai món đó hoài tới. Bà cho con cái bánh xèo. Một cái bà ơi. Lúc đầu tính mua một cái ăn thôi à. Nhưng mà sợ về nhà không có đủ cho nên mua hai cái. Dạ. Bán sao vậy gì? 2.500. Tôm nhiêu ạ? Làm con 10.000 hả? Rồi ghé vô xè khoai quất 5.000, khoai cao nữa. 2.500 100 em mua 200 là 5.000. Mình mua vậy về ăn luôn khỏi nấu. Chị. Hồng dịch. Hồng dịch con bự thôi, con nhỏ em thích ăn con bự hả? Con cái mời khoảng còn mới đến được. Ví dụ tôi bán cái hàng nè, hàng giá sĩ ngon rồi đó cô nghe. Sợ bự quá nước nó đắng đó, bây giờ là chơi người ta đó chị bán hồng dịch sát không à. Vậy hả? Cũng như 1 chục hả chị? Có 40.000. Hồng dịch lộn 40.000 một chục. Nhà em 3 người thì mua 6 hộp là được rồi. Có thêm 20 trứng cút lộn nữa. Em chứ em mê trứng cút lộn hơn là trứng vịt lộn nữa. Kiểu như không biết làm sao mà thấy nó nhỏ nhỏ thì nó dễ ăn. Thấy cái tướng em vậy chứ quất hết 20 trứng cút lộn đó. Bây giờ mình bay qua chợ cá coi còn gì mua không. Lội qua chợ cá chứ không có mua cá đâu. Kiếm coi có mực ngon ngon không mình mua về mình xào hay là mình nướng về ăn coi. Lội một hồi cũng gặp cái chị này chỉ bán đồ mực ngon quá trần luôn á. Thế
thấy cái đầu con mực chắc thèm. Thấy đầu mực thèm luôn. Bán sao à chị? Cái này 20% bỏ về 18 ngàn. Đồ bự tới 20.000 100 đó hả? Có bớt em không? Thiệt em thiệt luôn đó hả? Thiệt đó là tại bớt của chị bán cho chị 19 thì bán 20 chứ mình đâu bán 20 thấy ghê luôn phải không? 20.100 là 200.000 một ký. Một cái đầu này cân là hơn nửa ký không á mọi người, đầu bự bự không à. Nhưng mà nhìn thấy nó tươi quá, ngon quá cho nên em mua 2 cái. Mua 2 cái thì sợ ăn không đủ, thôi mua 3 cái luôn đi cho nó chắc ăn. Chứ lỡ mà đang đãi khách giữa chừng mà nó hết cái tức dữ lắm tức. Thôi kệ dư đi còn dễ hơn là thiếu. Chứ gia đình em 3 người thì ăn tầm cái đó là xỉu rồi. Đã Tết nhỏ không có tiền rồi mà treo đồ bán quá trời quá đất. Còn chắc này là em chạy về chợ cái dứa nè. Chạy về ăn kiếm coi có chuối với có dừa không. Nhưng mà cuối cùng thì cũng không có. Cái chợ lúc đầu em đi là chợ cái mít nha mọi người.